Xin chào các anh chị nha. Hôm nay thì cho mời phép mời sẽ giới thiệu anh chị một cái module mà công ty Nhân Mỹ đã thực hiện cho một số khách hàng. Anh chị có thể dùng module này để mà làm cái việc cho công ty của mình. Với website, một website bán hàng thì cái nhu cầu và in báo giá trước khi mà mình liên hệ công ty, đúng không, mình mua hàng thì mình cũng không nhất thiết phải là một khách hàng, không nhất thiết phải liên hệ công ty để xin báo giá. Mà website chúng ta bán cho làm cho khách hàng thì là sẽ có tiện ích là khách hàng có thể tự in báo giá theo yêu cầu của họ. Đó là cái vấn đề chúng ta làm hôm nay. Ok các bạn ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh chị cái module này như sau. Đầu tiên là nếu anh chị có in một báo giá đơn lẻ cho một sản phẩm, Fuda là một cái website vừa mặc in, cần báo giá cho mặc in ha. Mình chọn bất kỳ một cái sản phẩm nào anh chị ha, mình lấy cho đây. Đó, lấy cho chi tiết. Ok ha. Và ở đây có cái nút là in báo giá, ta nhấn vào in báo giá. Sau đó chúng ta sẽ mở full cái màn hình này lên. Đó anh chị thấy chưa? Và màn hình này nó sẽ có chức năng là gì? In báo giá cho anh chị. Đó, đây là cái form báo giá, anh chị xem ha, đó mình mở lớn xíu ha. Ok chưa? Ok rồi. Đây là cái form báo giá, anh chị thấy chưa? Và khi mà chúng ta đã in như vậy tức là ta chuyển lưu dạng file PDF và ta lưu ở đây. Đó, nó sẽ xuất bài cho chúng ta lưu vào desktop ha, lưu vào download. Ok. Sau đó chúng ta sẽ mở cái file lên xem thế nào. Đây là cái file sau khi mà mình đã tải vào anh chị ha, để mình kéo màn hình lên chị xem ha. Ok. Đây là cái file mình đã lưu báo giá vào đây. Đó, anh chị xem là cái file đẹp không? Mình nghĩ rất là đẹp ha. Rất là chuẩn, mình chỉ có thể in ra và ký tá trên báo giá này. Là cách chúng ta làm cái file in, mỗi cái khách hàng vô đó có thể tự in báo giá được. Cái đặc biệt của cái báo giá này là gì? Là nó có cái ngày ngày này, cái ngày in báo giá đó. Thành ra chúng ta không có việc tranh cãi gì là báo giá cũ giá mới sau khi chúng ta lỡ mà đổi vào cái giá sản phẩm hay là một vài tính năng của sản phẩm, đó là cái phần quan trọng nhất. Ok anh chị. Rồi. Trường hợp thứ hai á, là mình giới thiệu anh chị là làm sao để in báo giá cho nhiều sản phẩm. À, làm sao mà có nhiều sản phẩm mình sẽ báo giá được. Thì anh chị đầu tiên á, anh chị sẽ vào cái trang, ví dụ mình vô một sản phẩm bất kỳ ha. Mình thêm một cái bạn, mình thêm một sản phẩm nữa vô đây, mình thêm một giỏ hàng. Đó. Sau khi ta thêm giỏ hàng xong á thì chúng ta sẽ nó hiện là một cái phần gọi là ở đây anh chị ha. À, trên đây sản phẩm này không có còn hàng. Chúng ta không thêm giỏ hàng được anh chị ha. Hết hàng rồi. Ta thêm vào con hàng là gì ha, và thêm vào giỏ hàng đó thì nó sẽ có hiện một cái nút là bạn xem tiếp mua sản phẩm hoặc là bạn có thể là vào xem giỏ hàng, bạn thử vào đây và xem giỏ hàng ha, xem giỏ hàng ở đây. Sau đó trong phần xem giỏ hàng có một nút là in báo giá và chúng ta tiến hành in ha. Lúc mà ta in thì ta in tất cả các sản phẩm này một báo giá gì ha, và ta nhấn là in báo giá. Ok anh chị chưa? Ok rồi, đây là báo giá anh chị. Đây là cái mà chúng ta đang cần. Giờ thì anh chị thấy rằng là lúc nãy á, là mình đã in một cái báo giá liên quan tới là một sản phẩm. Bây giờ là in báo giá nhiều sản phẩm anh chị ha. Và mình thấy rất là đẹp chị. Ok chưa? Chúng ta nếu ta chuyển in, ví dụ mình đã làm in này ha, in thật thì nó sẽ đổi màu trắng đen. Tức là in mình in laser thành in trắng đen. Cái báo giá đặc biệt là nó ghi tổng số tiền, có phần là xác nhận ký đơn hàng như này anh chị ha. Đây là một tính năng rất là hay. Tương lai thì khi anh chị có tiếp cận cái module này thì có thể có những update mới hơn và hay hơn cái báo giá cái mà module chị đang xem. Chúng tôi luôn update những cái tính năng mới cho mọi cái khách hàng chúng tôi đã làm việc xong. Bây giờ anh chị có thể liên hệ ngay với chúng tôi để có module này cho bất kỳ website nào có nhu cầu làm in báo giá trực tiếp trên website. Tức là ví dụ một số website như bán mực in nè, bán máy tính nè, bán linh kiện máy tính nè, bán điện thoại nè, bán rất nhiều cái sản phẩm mà công ty cần in báo giá nhiều khác nhau để xét duyệt, thì đây là một cái cách ha, in báo giá rất là nhanh và chúng ta không đụng vào hệ thống và cấp cho khách hàng một tiện ích luôn. Điều rất là hay anh chị ha, rất tuyệt vời. Và xin chào tạm biệt anh chị. Anh chị có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại của công ty Nhân Mỹ là 0908 134 22 anh chị ha. Và xin chào tạm biệt anh chị ha. Ok, xin chào tạm biệt.